Chào các bạn, bánh Castella Phô Mai là một loại bánh rất nổi tiếng của Đài Loan. Đây là dạng bánh bông lan với độ bông xốp mềm và đặc biệt có thêm miếng phô mai mặn ở giữa. Bánh ăn rất thơm và béo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm loại bánh này nhé. Đầu tiên là sẽ đun chảy 60g bơ lạc, chỉ cần để lửa nhỏ và chờ cho bơ tan hết là được. Tiếp theo mình sẽ rây 80g bột mì vào một tô lớn. Mình cho cái phần phô mai mình vừa đun chảy khi nãy vào bột mì và khuấy cho đều. Mình sẽ tiếp tục cho vào 50g sữa tươi không đường. Đây là 4 lòng đỏ trứng mình đã tách ra. Bây giờ mình sẽ cho từ từ vào hỗn hợp này và khuấy đều. Cuối cùng mình sẽ thêm khoảng 2 miếng vani để làm khử mùi tanh của trứng. Trước khi đánh lòng trắng thì mình sẽ đi làm nóng lò trước ở nhiệt độ là 160 độ C trong 10 phút. Đây là 4 lòng trắng mình đã tách ra, mình sẽ cho vào một vài giọt nước chanh và bắt đầu đánh với 80g đường. Khi thấy lòng trắng nổi các bọt khí lớn thì mình sẽ cho lần đường thứ nhất vào. Khi thấy các bọt khí nhỏ lại thì mình cho lần đường thứ hai vào. Và khi thấy các bọt khí trở nên mịn thì mình sẽ cho lần đường cuối cùng vào. Làm bánh này thì mình chỉ cần đánh cho lòng trắng đạt chớp mềm là được, không cần phải đạt cứng đâu. Mềm như thế này là được nhé. Đây là tô trứng và bơ khi nãy, bây giờ mình sẽ cho lòng trắng từ từ vào và trộn đều lên. Trộn theo một chiều đồng nhất và trộn từ dưới lên. Trộn phới lòng xong, mình sẽ dùng phới dẹt trộn lại một lần nữa để tránh cho lòng trắng còn bị vón cục. Mình sẽ nướng cách thủy cho bánh này và sử dụng khuôn bánh là khuôn vuông 15cm, bao sẵn giấy bạc bên ngoài vì sợ nước nó sẽ tràn vào khuôn. Mình sẽ lót giấy nến bên dưới và xung quanh thành khuôn luôn. Đầu tiên thì mình sẽ đổ phân nửa lượng bột vào trong khuôn. Dàn bột ra cho nó đều khắp khuôn. Đây là phô mai mặn dạng miếng dùng để ăn bánh mì sandwich. Các bạn có thể mua loại màu cam này hoặc là màu vàng cũng được. Mình sẽ cho khoảng 4 miếng vào đầy mặt khuôn.
Sau đó mình cho lượng bột còn lại vào, dàn đều bột ra cho đầy khuôn là được. Bây giờ mình sẽ đổ nước sôi vào khay nướng bên dưới. Mình chỉ cần đổ ngập khoảng 1/3 khuôn là được. Lò nhà mình là 32 lít thì mình sẽ nướng bánh là 160 độ trong vòng 60 phút. Và đây là chiếc bánh Castella phô mai Đài Loan mình đã làm xong. Mình có cho thêm đường bột lên phần mặt của bánh để ăn được ngon hơn. Bánh có độ bong xốp vừa và phô mai ở giữa tan chảy rất ngon. Bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.